Xin chào các quý vị khán giả đầu tiên đang xem bản tin livestream dự báo thời tiết VTV trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị khán giả nào mà chúng ta đi qua nhìn thấy livestream của Khánh Linh thì dừng lại, thả like, thả tim cũng như là đặt câu hỏi cho Khánh Linh trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin chào 4 vị khán giả đầu tiên đang xem livestream ạ. Chào khán giả Chu Kiên. Chào khán giả Nghiêm Phan. Chào khán giả Nguyễn Mạnh Hùng ạ. Cảm ơn lời khen của vị khán giả Nguyễn Mạnh Hùng. Quý vị khán giả, chúng ta tích cực thả like, thả tim để có thể tăng tương tác cho buổi tối livestream ngày hôm nay nhé. Để không có bất kỳ câu hỏi của quý vị nào mà bị ẩn hết, Khánh Linh có thể nhìn thấy và trả lời cho các quý vị khán giả. Buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, không biết có quý vị khán giả nào chúng ta lên kế hoạch đi chơi cùng với gia đình của mình không ạ? Hãy cùng vào xem livestream với Khánh Linh để có thể cập nhật các thông tin thời tiết đáng chú ý cho tuần sau, để có thể sắp xếp lịch trình công việc đầu tuần một cách cụ thể nhất quý vị nhé. Sau khi mà Khánh Linh cập nhật các thông tin chi tiết ba miền trên cả nước thì Khánh Linh sẽ bắt đầu giải đáp từng câu hỏi cho các quý vị khán giả. Vì thế quý vị chúng ta cứ tích cực đặt câu hỏi về tình hình thời tiết ở khu vực chúng ta đang sinh sống cho Khánh Linh nhé. Chào khán giả Huế Trần. Khi mà Đông Đông mắt xem hơn một chút xíu nữa thì Khánh Linh sẽ điểm qua các thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai cho các quý vị khán giả, để chúng ta có thể là sắp xếp lịch trình công việc đầu tuần. Tích cực đặt câu hỏi về tình hình thời tiết khu vực mà quý vị chúng ta đang sinh sống nhé. Và có thể share livestream này cho mọi người cùng theo dõi ạ. Thanh Hóa bạn ơi, Hà Nội bạn ơi, Huế. Rồi, Khánh Linh thấy rất nhiều các câu hỏi các quý vị khán giả rồi. Rồi bây giờ Khánh Linh sẽ bắt đầu điểm qua các thông tin thời tiết đáng chú ý cả ba miền trên cả nước cho các quý vị khán giả nhé. Rồi sau đó sẽ giải đáp từng câu hỏi cho các quý vị. Thông tin tích cực là vào chiều tối và đêm mai này, miền Bắc sẽ có mưa trở lại do có rãnh áp thấp hoạt động mạnh quý vị ạ. Dự kiến là mưa ở miền Bắc sẽ kéo dài cho đến thứ Bảy. Đến thứ Bảy quý vị nhé. Trong đó giai đoạn mưa nhiều tập trung sẽ là vào ngày thứ Ba và thứ Tư này. Mưa xảy ra bất chợt trong ngày, có điểm mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to đấy ạ. Mưa như vậy thì đề phòng với nguy cơ sẽ xảy ra sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Quý vị chúng ta sinh sống ở khu vực vùng núi miền Bắc thì cần chú ý nhé. Dông lốc, sấm sét cũng là các hiện tượng rất nguy hiểm, cần được cảnh giác này. Các ngày thứ Năm cho đến thứ Bảy thì mưa giảm dần, thời gian lùi dần về chiều tối và đêm ạ. Khánh Linh xin được nhắc lại là chiều tối và đêm mai thì miền Bắc sẽ có mưa quay trở lại. Mưa sẽ kéo dài cho đến thứ Bảy quý vị ạ. Giai đoạn mưa nhiều tập trung sẽ là vào thứ Ba và thứ Tư này. Mưa thì xảy ra bất chợt trong ngày, có điểm mưa vừa mưa to này. Đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực vùng núi này. Dông lốc, sấm sét cũng là các hiện tượng thời tiết rất là nguy hiểm kèm theo trong mưa thì quý vị cũng hết sức là cảnh giác nhé. Các ngày từ thứ Năm cho đến thứ Bảy thì mưa sẽ giảm dần. Thời gian mưa chỉ còn tập trung về chiều tối mà thôi. Có mưa nên là nền nhiệt ở miền Bắc sẽ giảm dần quý vị ạ. Như tại thủ đô Hà Nội này, ngày mai thì trời vẫn nắng nóng 36 độ. Nhưng liên tục từ thứ Ba cho đến thứ Bảy thì mức nhiệt trong ngày sẽ không vượt ngưỡng 34 độ đâu ạ. Nhìn chung thì mức nhiệt đã giảm hẳn rồi khi mà có mưa dông xuất hiện. Ngày mai thì ở thủ đô Hà Nội vẫn là mức nhiệt 36 độ nhé. Về chiều tối và đêm khi mà có mưa dông xuất hiện thì từ thứ Ba trở đi cho đến thứ Bảy thì mức nhiệt trong ngày ở miền Bắc sẽ không vượt quá 34 độ đâu quý vị ạ. Tiếp theo là ở miền Trung. Tuần tới những quý vị khán giả chúng ta sinh sống ở khu vực miền Trung thì chỉ riêng có Thanh Hóa xuất hiện mưa dông thôi. Còn từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận thì trời nắng này, nhiều nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ. Khánh Linh xin được nhắc lại, ở miền Trung thì chỉ riêng có Thanh Hóa là có mưa dông trong tuần tới, còn ở Nghệ An trở vào đến Bình Thuận thì trời vẫn nắng này, nhiều nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ. Tiếp theo là với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng nốt ngày mai nữa thôi quý vị khán giả ạ. Từ thứ Ba cho đến cuối tuần thì mưa giảm này, xảy ra rải rác vào buổi chiều tối này, ban ngày trời có nắng, nền nhiệt ở Tây Nguyên thì tăng lên mức 29 cho đến 32 độ, còn Nam Bộ thì nóng hơn 31 cho đến 34 độ ạ.
Nhìn chung thì mưa sẽ là trạng thái thời tiết chủ đạo ở khu vực miền Bắc, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Còn miền Trung thì chỉ có duy nhất là Thanh Hóa sang tuần có mưa thôi, còn lại từ Nghệ An đến Bình Thuận thì trời vẫn nắng nóng quý vị ạ. Các quý vị khán giả nào mà chúng ta vào sau có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào thì cứ đặt cho Khánh Linh nhé. Thanh Hóa thì đêm nay không mưa này, ngày mai trời nắng nóng, chiều tối mai thì có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 36 độ và thấp nhất là 27 độ ạ. Đà Nẵng thì đêm không mưa, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 37 độ và thấp nhất là 27 độ. Nhìn chung thì khu vực Trung Bộ ngoại trừ Thanh Hóa sẽ có mưa vào đêm mai thì còn lại các thành phố khác thì trời sẽ nắng nóng gay gắt quý vị ạ. Nam Định đêm không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ và thấp nhất là 28 độ. Ở Vinh thì đêm không mưa này, ngày nắng nóng này, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 37 độ và thấp nhất là 27 độ ạ. Cửa Lò cũng vậy. Đêm không mưa, ngày mai thì trời nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 37 và thấp nhất là 27. Hải Phòng thì đêm nay không mưa, ngày mai thì nắng nóng bạn nhé. Đêm không mưa, ngày mai nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 độ và thấp nhất 28 độ. Cát Bà cũng vậy, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 và thấp nhất là 28 độ. Ở Bắc Giang cũng vậy, đêm không mưa, ngày mai trời nắng nóng này, mức nhiệt cao nhất trong ngày là 35 độ và thấp nhất là 28 độ. Sáng mai Cam Lâm có mưa không? Ngày mai ở Cam Lâm thì trời không mưa, vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, vị khán giả Sơn Phạm nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Cam Lâm, Khánh Hòa là 33 độ và thấp nhất là 26 độ. Phan Giang, Tháp Chàm và Mũi Né cũng vậy. Ngày mai thì trời nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 34 đến 35 độ. Hòa Bình thì đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36 độ và thấp nhất là 27 độ. Thái Nguyên này, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nóng, khả năng chiều tối mai sẽ xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35 độ và thấp nhất là 29 độ. Cảm ơn lời chúc của vị khán giả Nguyễn Văn Phú Thiện ạ. Khánh Linh cũng chúc cho khán giả Phú Thiện sẽ có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Yên Bái đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ngày mai là 36 độ và thấp nhất là 26 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì chủ yếu là đêm không mưa này, ngày mai có nắng gián đoạn, chiều tối có lúc có mưa rào và dông ạ. Tuyên Quang thì đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nóng nhé. Hạ Long thì ngày nắng này, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ và thấp nhất là 27 độ. Thanh Hóa thì đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nóng này, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36 độ và thấp nhất là 27 độ. Thủ đô Hà Nội thì đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nóng ạ. Chiều tối mai khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 36 độ và thấp nhất là 29 độ. Rồi, dường như Khánh Linh cũng đã trả lời hết các câu hỏi của các quý vị khán giả rồi đúng không ạ? Nếu như mà các quý vị khán giả mà chúng ta vào sau, chúng ta có sau khi mà Khánh Linh kết thúc livestream có thể tua lại xem từ đầu nhé, để có thể cập nhật những thông tin chính xác nhất, để có thể sắp xếp công việc ngày mai được cụ thể nhất ạ.
Bây giờ xin chào các quý vị khán giả và chúc quý vị khán giả chúng ta sẽ có một buổi tối cuối tuần chủ nhật thật là vui vẻ bên gia đình của chúng ta. Xin chào mọi người.